Wow. Wow. Thấy không? Các cháu ơi, thơm lắm. Đậm vị đặc móng giò hầm thuốc bắc. Ngon đấy. Múc ra đi. Múc ra đi để thưởng thức. Đúng rồi. Ôi thơm thế. Đã thế nhờ. Rồi. Ui. Vào đây nha. Đấy. Xếp lại cho. Nó để như vậy nó đẹp hơn rồi. Ui, 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 nó nặng. Rồi. Nó dừ. Nó dừ. Đấy. Siêu to khổng lồ luôn. Thơm phức. Bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức món giò móng heo hầm thuốc bắc với bà nhá. Đấy. Ui. Thấy chưa? Rồi. Nga Sumo. Nga Sumo. Bà Tân. Cháu nhìn bà này cháu thấy ngon. Ui ôi. Ngập mồm mềm luôn. Sút, ngập mồm các cháu ạ. Há là. Há là. Hú mày. Ấn khéo rồi, mày răng. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hôm qua thì anh em mình nhậu sương các bạn ạ. Sáng nay ngủ, hai anh em ngủ dậy là mắt miếc là híp hết rồi. Đấy, không ngờ là về chỗ nhà bà Tân thì vui quá. Được bà tiếp đón chú đáo. Hôm nay tại sao mọi người nhìn đây có hai anh em mình thôi. Vì là anh Phúc, chị Thảo với cả em Mập Food thì đã về Sài Gòn rồi, các bạn đáp chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn rồi. Đấy thì hôm nay mình ra chào bà Tân. Hôm qua bà Tân bảo là có chuẩn bị một cái món đặc biệt cho anh em mình. Hôm qua là thấy anh em mình ăn là chưa đã. Đấy, đó chính là món em nghe tiết lộ là cái gì mà giò heo. Đó. Nào chú nhá. Chú đi cày về rồi đấy à? Lâu lắm rồi mới nhìn thấy. Ở đây lại sử dụng bò cày nhỉ? Vâng. Đấy, ở đây là dùng bò cày này. Đấy, anh... Con chào bà Tân nhá. Con chào bà. Ôi rồi mà bà hôm qua bà thức khuya cùng anh em mình, thế mà hôm nay bà dậy sớm để chuẩn bị chu đáo này rồi. Hôm nay bà lại dậy sớm để chuẩn bị cái món làm cái món gọi là móng giò heo hầm thuốc bắc. Móng giò heo hầm thuốc bắc. Hôm qua con nọ to thế mà cháu bảo ăn chưa đã thì hôm nay là vâng, vẫn thầm thèm. Nên hôm nay là nhờ bà làm chế cái món gọi là chân giò, móng giò heo hầm thuốc bắc. Đấy, cái này cái phần này là gọi là cái phần cun của nó. Đấy, móng giò. Chiêu đãi cháu Nga mới này cháu. Cảm ơn. Thế hôm nay là Nga là định thử thách là ăn bao nhiêu cái móng này để bà còn chế biến. Nghe hôm qua buổi tối đi uống với bà nói là bữa nay sẽ có một người ra ăn thử thách với em đợi người ấy. Chắc bà. Hôm nay mới đổi cho bà Tân ăn thi với cả Nga Sumo. Cháu ăn khỏe lắm. Cháu ăn khỏe lắm. Bà đang chờ Hưng ra quay. À, bà đang chờ Hưng à. Thế hôm nay là nguyên liệu mà chuẩn bị đây là có những món gì đây bà? Có cà rốt này, hành tím rồi thuốc bắc đây, rồi hạt sen, rồi tỏi, rồi nấm hương. À, nấm hương này bà mua đâu vậy bà? Mua của Hải Sapa TV. Nhà mình đang bán nấm hương nhá. Các bạn nào muốn mua nấm hương thì vâng, mua của cháu. Dạ, các bạn muốn mua nấm hương thì alo cho Hải, alo vào số 0974686359 nhá. Nhà mình thì có bán nấm hương này, gia vị đồ tần này, đấy. Thơm quá. Và y dĩ hạt sen. Ủa. Tỏi này ngon lắm nhỉ. Chả thiếu cái gì nhỉ? Dạ, ở trên cháu là có dãy Hoàng Liên Sơn, có ngọn Phan Xi Păng, nóc nhà của Đông Dương. Vâng. Bà ngâm ra luôn rồi anh. Hương nó lâu thế. Vâng. Cháu ra kia ngồi nước cái tí bà nấu rồi mời hai cháu. Dạ. Dạ cháu phụ bà. Bây giờ bà để anh em con phụ bà. Dạ. Không phải phụ đâu. Không phụ à? Vâng. Tí nữa bà cái món này là mình sẽ thui vàng lên đúng không ạ? Vàng đấy, vàng đấy. Không biết là bằng này rồi. Cái này là khoảng bao nhiêu chiếc đây bà? Chỗ này là 35 chiếc. 35 chiếc. Đúng rồi. Nga Sumo nhận bao nhiêu chiếc? Em nhận 10 chiếc. 10 chiếc. Có vẻ là ổn đấy. Ổn đấy, chắc là hôm nay là có đâu hai bà con mình là còn 25 chiếc nhá. Móng giò heo này là chuẩn đấy, là đủ đấy. Vâng. Con cháu bảo hôm qua con lại hớt 40 cân mà hai bạn này ăn bảo vẫn thòm thèm. Bảo hôm nay vẫn bảo bà làm đặc sản của món con heo cho hai cháu là ăn đấy. Thế là bà làm món gọi là móng giò heo hầm thuốc bắc. Hầm thuốc bắc. Còn bao lâu rồi chín bà nhỉ? Chắc là nó phải đôi tiếng đồng hồ. Đôi tiếng. Nó phải mềm, cái này bắt buộc phải mềm. Mềm mới ngon. Gia vị cứ sơ qua đã biết là bổ ấy. Cái món này là ăn là đại bổ đấy các cháu ạ. Nhất là các cháu gái mà đang nuôi con đâu ăn vào là tốt lắm. Nhưng mà nuôi con ăn tốt thì nó tốt được cái điểm gì hả ba? để làm sữa. À, thế con gái ăn làm sữa, thế con trai ăn có nhiều sữa không mà? Có, cũng nhiều sữa. Nhiều sữa nhiều thọ bà nhỉ? Bà mắc cỡ. À, các cháu ơi, bây giờ bà bắt đầu coi là thui cái chân giò này đi cho nó vàng lên các cháu nhá. Đấy, nó vàng mà nó lại có vị ám của lửa, nó nấu nó thơm, ăn nó thơm. Anh em con phụ bà nhá. À, đúng rồi, vào đây giúp bà. Dạ. Ui dồi. Cái này của mình nó khó góc. Đúng rồi. Mình thui là thui bằng dơm hả bà? Đúng rồi, thui bằng dơm. Dơm nó thơm bà nhỉ? Ừ. Dạ. Thôi để cho tạm vài chiếc thôi cháu ơi. Thôi. Dạ. Mình cứ làm một hàng này chứ bà, đầy hết. Cái này cứ phải thui rồi nó đen xì đi. Các cháu này, những chiếc móng giò to ngon không này đấy. Đấy, to lắm. Này hôm ăn hôm nay cháu Hải khẳng định là ăn hết mấy chiếc nào. Cháu ơi. Thôi thôi từ từ thôi. Được rồi, được rồi. Thôi, hai tăm, hai hiệp. Rồi. Bây giờ bà nhóm lửa nhá. Vâng. Bà đốt lửa lên. Đốt lửa lên cho quạt. Có cái quạt nào không cho cháu quạt cho? Có đây cháu ạ. Ừ. Thầy ơi đưa em thêm cá đây được không thầy? Bà mua cái 35 cân là cá lần mà, quá nhiều. Rồi. À, đấy. Cháu thấy bà quạt này cháu lại nhớ đến quạt nào. Lâu lắm mà không thấy ngửi cái mùi rơm này. Thơm. Cái gì thui rơm cũng thấy thơm quá nhỉ. Bã lúa đây các cháu ạ. Bã lúa đấy, quê bà vừa mới gặt xong. À, gọi là bã lúa. Bã lúa. Chứ không phải rơm. Bã lúa. Một lúc đó là thơm đấy các cháu ạ. À. Vâng, hơi quạt để cho nó lùa lửa đi. À. Đấy. Quạt để lùa lửa. Nó lùa lửa. Hay quá. Cái rơm mà cái bã lúa này mình ngứa không bà? Ngứa à? Ngứa không? Nếu cháu làm cái dị ứng thì ngứa, mà không có là không ngứa. Hồi nhỏ con đi chơi con nhảy lên bã lúa trên người ta phóng lúa xong con bị ngứa. Rồi để đi. Tôi đốt lửa nữa đi. Nhanh mà, đốt rơm này thì nhanh lắm. Đốt rơm thì nhanh mà nhỉ? Nhanh lắm. Ê, lù lốp bóp mà. Các cháu ạ, giờ nó lù lốp bóp rồi. Là cái da nó nổ hả bà Tân? Đây đây, nó kêu lều xèo đây. Lều xèo là cái lúa. Trước mình về Nam Định ấy, mọi người thui chuột ấy, cũng thui đúng rơm này, thơm lắm, vàng. Cái này làm rơm nhanh hơn khỏ. Thế nên cái rơm dạ là rất là quý, mẹ cũng muốn tích nhưng mà không ấy được. Trước gia đình nào cũng có cái cây rơm ấy bà nhỉ? Ui trời, đúng rồi, cọ nó vàng sao tí cả. Rồi bây giờ bà bỏ vào đây. Quá tuyệt vời rồi. Lắng hết ở đây, sao mang đi rửa. Ui giời. Nhiều cái nặng bà cứ để anh em con. Ui, thầy trống thế. Hả? Ném trống thế. Đấy nghề của anh rồi. Ngày xưa đi kiểu quăng gạch ấy. Dạ. Xây nhà các kiểu. Ủa, anh đi xây nữa hả? Ừ. Thế à? Phụ xây ấy. Có cái gì mà anh không làm giờ lại đưa tiếp mẹ lại vào. Đấy, bây giờ bà đưa tiếp mẹ lại vào. Mẹ mới. Đúng rồi, sợ gãy. Đúng rồi, hay quá anh Hoàng ơi. Ôi dồi, chứ không sao. Không sao. Còn phải rửa nhiều lần nước các cháu ạ. Sạch sẽ bắt đầu mới linh được. Nhưng mà bình thường ấy là mọi người hay thui bằng khò ga. Nhưng mà bà Tân làm thui rơm nên là cực kỳ là thơm nha các bạn. Thui bã lúa. Bã lúa. Nhất quyết không phải là rơm mà là bã lúa các bạn ạ. Dạ. Bà không chịu là rơm. Trong mình thì cứ gọi là rơm thôi. Mình đốt cho mình lại hết đi. Rồi. Dạ đúng rồi, một mẻ này luôn. Ok. Lại bắt đầu coi là lồi lửa. Lồi lửa đi em. Ok. Rồi, đẹp rồi. Các cháu mà xem video này của cháu Nga Sumo thì ủng hộ nhiều rồi các cháu nha. Chà, thank you bà. Quá tuyệt vời. Mọi người nhớ đăng ký cho Bà Tân vlog Nga Sumo nhá. Ấy cẩn thận bà, cháy hết lông. Cháy hết lông anh. Lông mi không biết. Bà nói cái này là nhiều lúc nó nóng quá anh vẫn phải ráng mà quay gừng á. Lửa nó hấp vào. Không sao em ạ, cứ để cả hai không sao đâu, nó mới khô. Giống như kia nhanh. Tiếp viện luôn một bát. Này là hôm nay con bò là hơi bị thiệt hại rơm rồi. Làm thiệt hại. Thiệt hại đâu của con bò à. Con bò à. Con bò đây là đồ ăn. Đây là đồ ăn của con bò. Lương thực của con bò à. Lương thực của con bò đấy. Lương thực của con bò à. Rồi con bò đã bị mất lương thực. Thôi được, sau bà lại chịu khó đi cắt cỏ các cháu ạ. Dạ. Bù đắp. Bà nào mà không thì bà lên bà điều con bò lên Phan Xi Păng ấy, hoặc là lên nhà con để con làm món bò gác bếp luôn. Wow, lửa lên đẹp như cả nhà tuyệt vời. Con bò ở quê nhà bà đó là đầu cơ nghiệp mà, nó giúp việc mà. Còn đi cày kéo lúa mà. Bà đứng lên đi cho nó tan. Nóng lắm. Nóng lắm. Nóng lắm. À nóng lắm rồi. Cái này mà mình thui cái này mà ở Sapa thì đẹp này. Thì Sapa đang rất là lạnh luôn. Thế à? Dạ. Ô thế ví dụ như hôm nay ở đây nha, ở trên nhà cháu lại lạnh nhỉ? Dạ. Không lắng. Trên đấy lạnh ạ. Đang lạnh. Thích nhỉ? Cháu mở camera ra phát là thấy ngay mà. À. Dạ. Đấy là đừng có gì mà. Các cháu ạ, mấy bà cháu này làm cái món gò lít chân giò móng heo hầm mới này hơi vất vả đấy. Không như này ăn mới thích bạn. Thơm. Thơm. Nào. Hích. Hích. Bà làm cái này anh nghĩ chắc phải cũng khoảng 4-50 cân đấy chứ. Nặng. Hả? Thế à? Mấy cái nhỏ nhỏ con thôi. Ngày trước là mình hay lấy cái ruột bầu ấy bà nhỉ? Ừ, ruột bầu nhưng mà... đấy nhỉ, tí thôi. Bây giờ không có ruột bầu này nghe lấy bạn luôn. Thơm lắm. Đây. Nhúng vào hả? Bà ơi, bà làm một cái cho Nga Sumo em nó biết. Không cần nhiều, tí thôi. Tí thôi, đây đấy. Các cháu này chỉ cần một tí này này. Cháu đánh đi này. Đấy. Đấy, không? Bà xóa luôn này. Ừ, đây đây. Sạch hết rô ngay các cháu ạ, nó sạch hết rô đây. Phải ướp một tí nữa nó mới nở ra. Nó mới bở. Nó bở ghét đấy bà nhỉ. Các cháu này. Các cháu này. Đẹp chưa? Như này là chiến được rồi. Tí là bà cứ linh cả chiếc này sao cầm này. Ừ, ngon. Ngon lắm mấy bà. Đấy. Ngập mồm đấy các cháu ạ. Ngập mồm. Ngập mồm này. Bà làm không bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà nhá. Cô gái cô cứ bảo là bỏ ra cái này của lại. Rồi. Cái này không thể nào mà trong cái nồi được. Rồi. Đây cháu đây. Đấy được một chú rồi. Tí lại rửa lại lần nước nữa. Bây giờ là lớp 1 sơ qua, còn lớp 2 nữa, còn công đoạn 2 nữa. Sơn bả ma tí các kiểu mấy lớp rồi đấy. Wow, cứng lắm nha. Ui. Ôi. Đấy. Phải nói là cái nồi rồi. Siêu to khổng lồ luôn. Lượt 2 mà không sạch lại rửa tiếp các cháu ạ. Bây giờ phải rửa sạch vào. Lấy cái rơm tiếp vào đây. Nhưng mà cái này là bà Tân là thui theo kiểu dân dã ấy. Đấy, chứ không phải là khò. Nên là cái màu sắc thì nó không được tuyệt đối lắm. Nhưng mà cơ bản là nó rất là ok và thơm nha các bạn nhé. Đúng rồi. Này các cháu ạ, nó có hương vị củi lửa. Ăn nó rất là ngon. Khò nó có vị ga công nghiệp. Rồi lại tiếp, cọ tiếp. Mình cọ liệu từ giờ đến tối xong không mà? Xong. Cứ có công mài sắc có ngày lên kim các cháu nhỉ? Đúng rồi. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đá núi và lấp biển không làm được thì thuê. Ôi cháu Nga, áo của cháu đấy. Nhiều vậy các cháu. Đấy, mình còn đánh cho nó cái móng luôn này. Trước khi mấy con lợn này nó còn được mình vệ sinh sạch sẽ. Bây giờ là chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà bây giờ phải bế nó lên Facebook trước đã. Nào. Cào lửa đây này. Hơi ngoảnh mặt ở bên ngoài à? Nó nặng thật đấy mà. Nó nặng thật đấy. Nó không phải là nhẹ đâu. À, nhưng mà phải nói là cái mùi thơm ấy. Cái mùi thơm mà của cái thui dơm nó cực kỳ đấy. Bây giờ thì mời bếp trưởng ra đòn ạ. Ra đòn. Thì bây giờ trước khi mà hầm là bà có trần sơ qua để cho nó hết mùi hôi của cái móng giò nhá. Thì đây, nước bà đặt đây rồi, đây rồi bà bỏ ít gừng vào, nhãn gừng vào để cho nó đỡ hôi. Cháu Hải ơi! Dạ! Ra đây hộ bà. À, ăn thì khỏe nhưng mà phải làm thì hơi lười. Làm thì hơi lềm bề. Không có tính tự ra kìa, cứ để bà phải gọi. Đúng rồi. Hai cháu chút đây cho bà. Vâng. Từ từ nha. Mạnh, mạnh, mạnh. Cháu Nga, cố gắng lên. Thế chụp của con nổi lên luôn. Cẩn thận nha. Ô lên luôn. Ui. Đấy. Các cháu ạ. Ui, ngầu chưa, một chảo đầy. Chưa bao giờ. Đúng rồi. Thấy cái chảo nào mà nó nóng lên luôn. Chưa kịp nấu mà nó đã thơm muốn ăn luôn bây giờ. Hay là bà cho con một cái con ăn tạm cho nó đỡ buồn mồm nhá. Gãy răng đấy chứ. Không ăn được đâu. Thôi đậy vung vào. Thì các cháu ạ, bây giờ bà đun sôi lên nhá, sau bà vớt ra, sau bà nấu nước dùng ở đầu bà bỏ chân giò và bà hầm nhá. Ở đây. Cháu đậy vào. Bà chế quả này ác đấy nhỉ. Nào bà chuyển cho con cái công nghệ con làm cái này nhá. Đây là cái cháu cơ khí ấy, cơ khí quê nhà cháu ấy sáng tạo cho đấy. Đây là cái vùng của cái nồi lẩu ba miền. À, thế hôm nào bà chuyển bản quyền đấy con cái. Ừ, hôm nào bà mang lên Sapa nhá. Ừ, nhất trí. Rồi, thôi đi lún củi để cho nó dừ đã. Dạ. Wow. Quá tuyệt vời. Bây giờ bà vớt ra đây, cháu Nga, vớt ra để sau đun nước dùng bỏ vào là hầm thôi. Đấy. Móng giò heo hầm thuốc bắc hôm nay. Móng giò heo hầm thuốc bắc. Bà làm kỹ quá anh ha. Phải 2 rổ mới hết. Khói quá. Không phải đâu. Hả? Bà đưa con. Cháu Hải, cháu Hải. Ui. Cháu Hải là vô địch rồi. Rồi cháu Nga cầm rổ, phải 2 rổ mới hết. Dạ. Đúng rồi. Này mình khử mùi này nó không còn mùi đâu bà nhỉ? Đúng rồi. Đấy, bây giờ đến công đoạn coi là bà bỏ móng giò heo vào hầm nhé các cháu nhá. Thì cháu Hải đây, lọ hạt nêm đây rồi. Đây, hạt nêm đây. Đây, trước tiên là bà sẽ bỏ hạt nêm vào. Để cho ăn cái móng giò heo nó ngọt. Hạt nêm cỏ lo ạ. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Đúng rồi. Còn đây là bột canh này, các cháu này, muối này. Đấy. Rồi đây là bột ngọt. Bột ngọt đấy. Và bây giờ là bà sẽ bỏ đây là hạt sen này các cháu này. Đấy, hạt sen này. Hạt sen đấy. Rồi đây là nấm hương này các cháu này. Nấm hương Sapa TV nhá. Nấm hương Sapa TV đấy. Đấy. Rồi là đến y dĩ hạt sen táo tàu. Gia vị thuốc bắc. Cái cháu nhìn này. Ui, lúc nữa là nó bốc mùi thơm khắp ngõ các cháu này. Tí mình chín bỏ vô. Rồi, cháu đổ móng giò vào hộ. Đổ móng giò vào hộ. Ui. Đấy. Rồi. Tiếp. Các cháu ạ, chắc là cái chảo nước này nó cạn là dừ đấy. Yeah. Siêu to khổng lồ. Rồi bây giờ bà sẽ đảo đều lên xem lại. Ui, lặng lắm, sao nó xúi cho khác đảo. Bà cần con đảo đâu không? Thôi, đậy vung vào đây, bà đậy vào. Đấy, còn cà rốt với hành tây là bà cho sau nhá, lúc nữa bà cho. Rồi, bây giờ bà đậy vung vào đây cháu Hải ơi. Một tí nữa là được thôi. Cháu Hải ạ. Chín rồi. Cháu Hải ạ. Một tí nữa là một độ phải ngâm hầm phải 2 tiếng nhưng mà lúc đó là được đấy. Một tí của bà là 2 tiếng đấy các cháu nhá. Một tí là 2 tiếng đấy các cháu ạ. Nhưng mà cái này đựng cái này được không bà? Múc ra 2 cái bát với cái đĩa này để thưởng thức. Thế bây giờ bà bỏ ra nhá, bỏ ra để thưởng thức thôi. Mang ra để thưởng thức thôi. Thì các cháu ơi, đấy cũng được. hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà củi lửa nó rất là linh, nó rất là dần. Bây giờ là chín rồi đấy nhá. Thì bây giờ bà bỏ ra để thưởng thức nhá. Bà mời tất cả các cháu cùng tới đây thưởng thức món móng giò heo hầm thuốc bắc với bà nhá. Ở đây, mang ra con. Nhưng mà cái này khác thì mình nấu bánh chưng đâu. Đây. À bà đưa con. Đấy. Con nhấc mạnh lên nào. Đấy. Wow. 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 Các cháu ơi, thơm lắm. Đậm vị đặc móng giò hầm thuốc bắc. Ngon đấy. Đây các cháu này, bà đảo này. Mềm chứ bà? Mềm lắm. Đây này. Ui mềm quá rồi. Mềm lắm rồi. Dừ rồi các cháu ạ, đấy. Dừ lắm. Đấy, đọc lấy cái thìa đâm rồi còn đất này. Đấy. Thôi đi múc ra để thưởng thức coi cháu Hải ơi. Dạ. Thôi, múc cháu. Múc ra đi để thưởng thức. Múc ra đi nhá. Ui. Thơm thế. Đã thế nhờ. Rồi. Ui. Vào đây nhá. Đấy. Để như vậy thì đẹp hơn này. Ui, nó nặng. Rồi. Nó dừ. Nó dừ. Cái siêu to khổng lồ luôn. Đúng là gặp bà Tân cái gì cũng siêu to. Nào. Đó. Thơm phức. Vừa thơm hương vị gọi là thuốc bắc, lại thơm hương vị củi lửa. Nó hòa quyện vào các cháu ạ. Tuyệt vời. Cháu Hải với cháu Nga Sumo hôm nay này. Hôm nay chén xong rồi về quê chứ. Về quê thôi. Về thôi chứ. Nay kỷ niệm ngày cưới của anh Hải với chị Tuyên nữa. Thế à? Anh Hải đó. Dạ. Thôi được. Tối về cũng được. Tối về. Không không phải hai cháu ăn khỏe lắm. Cô cũng ngán lắm. Cô bảo là hai cháu ngồi ở đây cô giết hết gà lợn rồi. Mới đến con ngày mất bao nhiêu. Các cháu ạ, ui ngon, là thơm lắm. Cái này lát bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức món giò móng heo hầm thuốc bắc với bà nhá. Đấy. Ui. Thấy chưa? Rồi. Phải để nó nguội một lúc rồi mới ăn. Chứ để đây. Đấy, sau lấy cái mọc coi là múc nước lên. Đấy. Dừ lắm này, cái này là cứ mút là đã tuột hết rồi. Ngon chưa? Các cháu thấy ngon không? Đấy. Ngon đấy. Rồi. Cái này phải có chấm chéo Sapa TV. Đấy, thế là cái món móng heo hầm thuốc bắc này bà đã làm xong rồi. Thì bà mời tất cả các cháu cùng tới đây ăn với bà nhá. Ăn món móng heo với bà. Thơm quá. Thơm nước mũi luôn đấy bà. Trước tiên là bà có pha chẩm chéo này. Cháu này. Đây là chẩm chéo của cháu Hải Sapa TV nhá. Đấy. 110.000 một lọ. Đúng rồi. Cứ lấy mật khẩu là Bà Tân Vlog là mua 3 lọ là tặng 1 lọ. Mua 3 lọ tặng 1 lọ. Mật khẩu Bà Tân Vlog Nga Sumo. Đầu tiên là đấy là bỏ cái lắp giấy bạc ra các cháu nhìn ngon chưa? Cái chẩm chéo thơm thế bà nhỉ? Thơm lắm. Bỏ đổ ở đây. Đây bà con bóp mạnh này. Bóp mạnh à. Rồi. Wow. Mình sẽ pha một bát đầy luôn. Thơm lắm để cho tất cả mọi người rồi. Cùng thưởng thức. Đúng rồi. Đấy, thơm chưa? Thơm thật anh ạ. Thơm chưa? Đây. Bây giờ mình sẽ cho vào cái bát nước thuốc bắc này. Thuốc bắc đấy, gọi là mình ăn thuốc vào người. Đây bà ơi, bà đổ cái chẩm chéo vào đây. Cái nước này từ thịt móng giò thịt hầm. Rồi, đây. Đây bà bỏ chẩm chéo vào đây các cháu này, vào cái nước hầm móng heo này. Vâng. Đấy. Thơm lắm ấy. Thơm lắm. Bây giờ bà làm nó nhuyễn lên. Vừa đưa vào nhìn đã quẹn rồi bà. Sánh nhỉ. Sánh lắm. Sánh quẹn. Cái này mặc dù là không có hôm nay là không có óc nhưng mà nó rất là sánh luôn rồi. Đây các cháu nhìn này, ngon chưa? Thơm đấy. Bây giờ bà chia. Nhà cháu tự làm à? Vâng, cái này nhà cháu tự giã luôn mà. Cái này là giã thủ công một tay. Em nghĩ đặt có thêm nước dùng không anh? Cho thêm một ít nước đi Hoa Vanh ơi. Cho thêm ít nước. Giã bằng tay thấy nó có thơm, nó có hạt dổi, mắc khén, quế, hồi, thảo quả. Đúng rồi. Nhưng mà cái lượng của nó là vừa phải. Mà một lọ này có thể... nhá bà nhá. Đúng rồi, à. Đúng rồi. Hết luôn. Từ từ ăn mọi người sẽ thấy, từ từ nó sẽ đặc lại nữa. Xong rồi nó bắt đầu lại thì nó lại nở ra. Nó lại nở ra, đúng rồi. Là vì nó đang khô mà. Đấy. Cái này thì ngon lắm đấy. Ngon lắm. Xoánh nữa, thêm tí nữa bây giờ bà gắp móng giò để mời các cháu nhá. À. Cháu Hải gắp đi, cháu Hải giúp bà nhá. Hai bà con mình, ba bà con mình. Ui ui. Mình không còn cái đồ gấp nào hết. Cháu như này. Đấy. Một cái móng ở đây. Đã chưa? Một cái bát này, móng này. Này, đưa đây. Chứ cho cả nhà coi phía sau nha. Bắt di chuyển giúp cho chị Nga nha. Cái này mà húp thì nó cứ phải nói là ăn nó cứ sồm sộp. Còn sồm sộp, sồm sộp. Ô cái này có lá cây mà. Thỉnh thoảng có cái lá tre rụng vào. Lá tre. Lọc sạch đấy. Lọc. Lại đây bạn Bách. Đưa cho. Bắt ơi giúp mình. Sau một cái nhà đấy, nó mềm này. Cái cháu này thì... bà làm rất là kỹ, thui rơm ngon cẩn thận nên là nó có một cái mùi thơm và nhìn cái màu rất chi hấp dẫn các bạn. Bác ơi, lấy hàng em ơi, những hàng. Hôm nay là ca sĩ Pha Ke Hoa Vanh nhận ăn bao nhiêu cái với Nga Sumo? Hoa Vanh cứ ở đây ai thách đấu ăn bao nhiêu thì Hoa Vanh ăn theo ở đấy luôn các bạn nhé. Ấy à, Nga Sumo ơi, em có đối thủ rồi. Đây, hôm nay là có ca sĩ Hoa Vanh sẽ ăn cùng với cả thách đấu với em. Riêng em mà thắng Nga Sumo nhá, anh cứ biếu chú là 5 cổ. Wow. 5 cổ nhá các bạn nhá. 5 cổ. Ở đây có tất cả mọi người làm chứng nhá. Còn em mà thắng anh là anh mất cái gì với em? Thôi đưa chứ các cháu đủ chưa? Phải có chứ. Các cháu đủ chưa? Mất đời trai nữa. Đủ chưa bác ơi. Bạn Bách ơi. Giá nó mất đời trai nó mặn hơn. Thôi bây giờ mình không tính bằng 5 củ nữa. Bây giờ nhá. Vẫn là Văn Khu để cho Nga Sumo là lấy chồng. Nếu mà hôm nay Hoa Vanh mà thắng Nga Sumo, Nga Sumo sẽ ở lại đây làm vợ luôn. Được chưa? Đã có vợ rồi. Chưa, nó có vợ đâu. Hoa Vanh chưa có vợ. Để không, để biết không thôi vì lắm. Được rồi, bây giờ để cho Hoa Vanh có thêm động lực thì Nga Sumo đổi chỗ cho anh ở đây. Anh sang đấy anh ngồi gần mấy em xinh tươi kia. Đấy. Bà có đồng ý không? Có. Riêng mà Hoa Vanh hôm nay mà thắng anh tặng luôn cho chú cô vợ luôn. Hưng Vlog tặng 5 triệu nha các bạn nhá. Đấy. Ủa còn em được gì không? Chú ơi được chồng còn gì, em ế mãi rồi được chồng còn gì. Em phải bốc của hồi mông em về cho chồng em nhé. Ôi, cho cháu này, thôi này, ui giờ nó lại xanh hơn này. Nó lở lên này đấy. Cho thấy ngon chưa? Là múc chấm chéo đưa cho các bạn. Giờ mình lấy cái mâm để coi mình lỡ mình thử thách thì mình sẽ biết. Đấy. Này, cháu đưa, cháu Hải đưa đây. Nào. Đưa bát nhanh nha. Ngon lắm các cháu ạ, múc nhanh tay để thưởng thức không mình. Rất là thèm, nguội hết. Luôn đưa cái rổ nhá. Để đừng xương mình nha. Rồi. Chuyển ra bên kia, Để thử thách á. Cho nhiều mà múc nhiều mà. Rồi đây cháu này, cứ đưa đây. Đây cho chị Nga Sumo. Lại bà Tân. Nga Sumo ăn nhiều để chấm nhiều các bạn. Bạn Bách về lấy kéo ly lốc ở đây để cắt nhỏ ra con ơi, cắt đôi ra. Không chấm nhỏ không cầm được. Đây là ca sĩ đấy, nhưng mà cà phê hơi pha ke thì thôi. Bách ơi. Ca sĩ này về cầm kéo ly lốc treo ở cửa đây, khu cửa đây. Triệu người các bạn nhá. Đó nghĩa là nhất là nếu mà để mình hát mà khi các bạn cảm cúm thì các bạn không phải nghĩ luôn đến nước mũi rớt sọt sọt luôn. Đấy, hát chuyên hát kiểu nằm hà rồi, đi nước mắt. Nhưng mà trước khi bà con mình thưởng thức là phải để cho hai cầu thủ này thi đấu rồi bạn. Hai cầu thủ thi đấu á? Mỗi cầu thủ 8 cái đúng không? Mỗi cầu thủ mấy cái? Cứ ăn thôi. Bây giờ là cứ ăn thôi. Đến lúc tàn hết đồ hay là ăn đến lúc lo rồi. Xem mọi người, hai người ai ăn được bằng nào cái thì tính ra. Thế không được. Thế nó trà trộn, bây giờ. Không được. Ở đây có sẵn rồi. Và có caramel, tất cả caramel đây làm chứng. Nếu thế thì gắp riêng ra là 8 cái. Đúng rồi, mỗi bên 8 cái. Mỗi bên đâu gắp một đĩa này làm 2 cái, 4 cái. Bây giờ lại bảo thách đấu, giờ lại quay thế thì giờ lại caramel này nhìn như kia thì thật caramel nó quay như khác thì bây giờ nào? 2 caramel thì 1 cái. Bạn Hoàng 1. Gắp 8 cái. 8 cái. Nếu mà ai gắp cho Nga Sumo trước đi bà, cho Hoàng em Hoàng sau. 2. Đây là của đấy. Cái to cái bé à? Đây là của bạn Hoàng bên này nhá. Rồi, nó sẽ là cái đấy là chỉ một người trước đã đủ một người đấy bạn. Đây cái lấy cái mua này cho em Hoàng. 8 cái lại múc tiếp. Đúng rồi. Không sao đâu. Thế đây là đấy cứ ăn hết thì mỗi người ăn hết 2 cái. Xong lại gắp tiếp. Bà Tân làm trọng tài. Đúng rồi, bà Tân. Đâu rồi. Thôi, bây giờ tất cả là các bạn với các cháu ăn đi nhá. Mời đại gia đình cũng mình nha. Rồi, anh em ra đòn đi. Bà Tân em mời anh Hải. Em gái này đăng ký mấy cái. Cháu mời bà, mời tất cả mọi người và mời tất cả các bạn đang xem clip nhá. Cháu Hải lấy đi. Anh Hải ăn đi Hải. Rồi. Chấm chéo đâu? Phẹt lên. Chấm chéo đây. Mình mời các bạn nhá. Chấm chéo của mình. Đưa tô đây, còn tô này để im đây. Nào hôm nay mình sẽ ăn cùng với Thái đưa cô với tô con này. Đấy. Chứ mà múc đầy vào đây quá, chấm đầy quá nhìn đấy. Ngon không? Ngon không? Cố gắng mà lấy chồng em nhá. Tháng đi mà lấy chồng. Rồi ăn mình gả chồng thôi, cả mình đi luôn. Bỏng lắm. Anh nào anh mình phải cái này có thể nhỏ lắm. Phải có cái Giang nhá. Ăn xong này phải ở Bắc Giang à. À, cho chẩm chéo lên. Hoa Vanh ăn khét đấy. Rồi các con ăn bụp bụp đi nhá. Các con ăn mạnh lên nhá. Chiết ơi. Không là anh Hoa Vanh với lại chị Nga Sumo này là ăn hết đấy. Mới qua đây cho nó nguội bớt, bỏng lắm. Ngon thật các bạn, ăn cái chân giò móng heo này các bạn nhá. Mình ăn cảm thấy nó rất thơm mùi thuốc bắc này. Đấy, xong mình chấm chẩm chéo vào ăn nó lại thơm vị chẩm chéo lại cái cay nữa các bạn. Mình lại sở trường ăn cay rồi. Sở trường ăn cay. Ui ôi. Đa cái mồm thế nhỉ. Khả năng ấy rồi. Dạ. Cầu thủ Hoa Vanh này khi chiến thắng mới được. Vâng. Không, cầu Hoa Vanh thì trêu thôi các bạn. Trêu Hoa Vanh thì ăn thì yếu lắm các bạn nhá. Dạo đầu thì trông ghê gớm thôi bạn, dọa đối thủ thôi. Thôi lên. Đây, giờ hai bà con mình thi đấu nhá. Mình gạ thi đấu với cả bà Tân. Đây bà ơi, con mời bà. Bà cầm đúng cái khỉu này này, chuẩn luôn. Ăn cái này nãy mọi người nói là không có da. Rồi, bà Tân mời cả nhà nhá. Rồi, bà mời tất cả các cháu coi là ăn móng rồi heo hầm thuốc bắc với bà nhá. Rồi là chấm với chẩm chéo. Vâng. Đấy. Cầm cái giò heo đã gãy tay. Hồi nói là cái chấm với cái nước chấm. Mà mời nhá, đây có cháu này, đấy. Chấm chéo nó cuốn vào rồi. Mà mời nhá. Cháu ăn đi. Vâng vâng. Cháu nhìn bà ăn là cháu thấy ngon. Ui ôi. Ngập mồm luôn. Mềm sút, ngập mồm các cháu ạ. Ngọt lắm đấy. Ngọt. Ngậy. Ngọt nó ngậy. Lại thơm thơm vị chấm chéo. Cay cay tê tê. Tuyệt vời. Ngon quá bạn. Mình cưới lên rồi, chấm như thế này hơi dài dòng các bạn. Nó to quá, nó cảnh bát nó vướng. Cảnh bát vướng. Cái táo này. Nó dừ này. Một cái thôi. Một cái à, Hoa Vanh đã chiến được một cái rồi á. Khét đây nhỉ. Rồi, bây giờ thì cháu Hải Sapa TV cũng xin phép là thưởng thức cùng bà nhá. Rồi, cháu ăn đây. Cháu ăn mọi bát chấm này. Mời anh em nhá. Wow. Nào em gái vô cái nào. 1, 2, 3 vô. Chọc vào mũi cơ. Nó dừ các cháu ạ. Ngọt lắm. Nhưng mà cái mùi thuốc bắc nó thơm. Đúng rồi. Wow. Đã thật đấy. Cháu này. Để tưới này nó quậy các bạn. Công ạ, chấm chẩm chéo ngon rồi. Nó cay cay nó sẽ ăn bà nhỉ. Thơm. Đấy à. Hơi nóng các bạn. Nóng quá. Cháu đây lại hồi hộp thế à. Không phải Hoa Vanh là nó ế lâu quá rồi bạn. Nay là nó cũng muốn lấy vợ. Cháu nhìn này vui. Mà mời nhá. Ui cái thứ ba. Cái thứ ba cho em Nga Sumo. Chưa hết cái thứ hai các bạn. Ba. Ôi. You welcome. Cái thứ ba. Cái bạn Hoàng bên của bạn Hoàng. Cái thứ tư. Đây bạn Hoàng đây. Này Hoàng ơi. Thứ ba. Wow, anh Hàng sẽ lấy sắp lấy cho vợ rồi. Cố lên. Bách đâu cổ vũ ơi. Một cái thứ tư nữa. Cố Hoàng. Cố ơi. Anh em ơi. Hoa Vanh. Hoa Vanh. Nga Sumo. Nga Sumo. Bà Tân. Bà Tân Mãi đến. Anh Hoàng sắp sửa lấy được vợ Việt Kiều Mỹ rồi. Lo à các bạn. Lo. Cháu nói Hoa Vanh nhớ này là Nga Sumo là không cần phải là giàu nhiều tiền mà chỉ cần yêu thương thôi. Đúng chú rồi. Đồng ý có làm được việc đấy không? Được. Hoa là dễ. Em đang sống độc thân quen giờ tự nhiên lại có được vợ. Không, tự nhiên là gì nhỉ? Nhưng mà Hoa Vanh hay cái thứ tư chưa? Nó mới cái thứ Hoa Vanh đâu không hơi. Đi được. Anh có ngon à? Chiến à! Bà nấu ngon hẳn bà. Bà nấu ngon đúng không? Vâng. Ừ. Wow. Hoa Vanh cái thứ tư rồi. Hoa Vanh cái thứ ba bà. Còn Nga Sumo là cái... Thứ tư rồi. Thứ tư. Đúng rồi. Trời ơi, Hoa Vanh thua rồi các bạn. Không, em ơi, tự tin lên. Em dự đoán là cái đấy khoảng cân mấy? Thấy không? Mỗi cái đấy khoảng bao nhiêu cân? Hoa Vanh thử đoán là nào? Nếu cái này của mình cầm cũng nhầm nó phải rơi vào tầm cân 3. Cân 3. Cân 3 một cái này. Anh bằng bao nhiêu cái rồi? Đấy là cái thứ 3. 3. Cố lên, sắp lấy được Việt Kiều Mỹ rồi. Đây mà chú ăn từ từ thế này chắc chỉ lấy được Việt Kiều Mỹ Đình thôi. Nếu mà không lấy vợ ấy thì về già rất chịu khổ. Đấy, mà lấy vợ thì về thì khổ từ giờ đến già. Còn bên này là mình thi với cả Thanh Lương Vlog nhá. Đấy, nếu mà mình mà thắng ấy là mình lại lấy thêm được một vợ nữa các bạn ạ. Rồi, ok không? Có đồng ý không? Đồng ý về Sapa không? Không à? À. Rồi mời anh em nhá. Về vợ cá oánh cho anh nói đấy Bách ghen chết. À, người yêu Bách à? Bách ơi có gì anh xin lỗi nhá. Có gì anh chưa nói gì? À thế à? Em biết gì đâu. Bạn nhìn chú tay Nhật lá trên đá ông Bương. Chú đừng ra đòn anh đấy. Chứ đánh khỏi ô tô ra nhà văn hóa là hút cái bục đi xe à? Đấy nguy hiểm lắm. Bách không được manh động nhá. Ui nó ngập cái mồm. Ui. Này tôi sắp lấy được vợ ở Hưng Yên rồi các bác ạ. Gà Đông Tảo. Hả? Phải Hưng Yên không? Không, ở Xuân Hương. Lương ở Xuân Hương. À xin lỗi, Bắc Giang. Nhầm. Em nói cái thứ tư rồi nha. Cứ ngỡ là như anh em mình hôm nọ là. Các cháu ạ. Các bạn ơi mình thua cuộc rồi các bạn. Cái thứ 5 à? Cái thứ 5. Nga Sumo cái thứ 5. Mình sang cái thứ 3. Đây. Gần được lửa đã thấy ngấy rồi các bạn. Cái thứ 5 đấy. Cái thứ 5 của Chiến đi em đừng từ bỏ. Hãy cố nghĩ về một tương lai tươi sáng. Nghĩ về một nước Mỹ tươi sáng. À không bỏ vẫn ăn nhưng mà đang bị cay vùng quanh mồm các bạn nhá. Cay vừa nóng. Đúng rồi, vừa cay nóng rồi cứ xuống quanh mồm các bạn. Tại nóng thôi. Chứ mình ăn thì ít khi bỏ lắm các bạn nhá. Tầm này mà ví dụ có một con lợn tầm 40 cân thịt ra bảo một mình ăn mình cố gắng ngồi ăn. Nó không ăn không hết một ngày thì 2 ngày mà không 2 ngày thì 3 ngày. Đấy, không 3 ngày thì 1 tuần. Nhưng mà phải nói là tay nghề của bà Tân là ok đấy. Từ cái việc quay lợn đến việc nấu cái món này. Cái thứ 5 rồi. 5 cái móng giò. Đó chẩm chéo lên. Phải thêm chẩm chéo đấy. Phải thêm chẩm chéo mà. Đây. Anh đổ thêm vào. Chú Hoa Vanh đâu? Đổ cho vợ tương lai đi. Cảm ơn thầy. Đấy. Quá tuyệt vời. Đâu mà anh tưới nhá. Ê, dạ. Cảm ơn. Đây cho lên trên này đấy. Được chăm sóc nữa chứ. Mình là người thua cuộc, mình phải chăm sóc người thắng cuộc các bạn. Thôi nặng mà. Ngồi có nữ cha làng nữa hay quá không? Đi cái mồm ấy. Cái mồm ấy. Anh Lâm đứng ở đây nhá. Qua bắt vào chứ. Ăn uống bình thường. Các cháu ạ, nếu mà một miếng móng giò heo hầm này mà không chấm với chẩm chéo này thì ăn nó cũng không bình thường, nó không ấy, nhưng mà chấm với chẩm chéo nó rất là đã các cháu ạ. Mà nó không bị ngấy đúng không mà? Cảm giác nó mất cái béo, mất cái đụng. Tuy nó cay nhưng mà nó cay êm các cháu ạ, ngon. Thật sự là ngon. Bà mời các cháu nhá. Đấy này, lung linh này, các cháu nhìn ngon chưa? Em yêu ơi, anh mời em. Nào. Em gái. Đây bánh khi. Nào làm miếng. Chuẩn bị nhá, anh em nhá. Mấy khi được anh Hải mời con. Ôi giời ôi. Ngớp mồm. Đấy trái chú mời bạn cháu vào đấy nhá. À. Ngon, chẩm chéo ngon. Có mùi đặc trưng riêng đấy. Có mùi của hạt dổi mát khén, quế hồi thảo quả và đặc biệt là cái ớt mà ớt trứng đoàn nó thơm. Ngon đấy, chẩm chéo này mà. Ăn thì nó không cay đâu. Nó chưa cay vào mồm đâu nhưng mà phía ngoài của em nó râm ran hết rồi. Cháu này, cứ để càng để nó càng sánh này. Càng để nó càng sánh. Ba ngon không? Canh canh chấm thịt gà luộc. Đấy, ngon lắm. Ngon. Con cháu nhỏ ăn mạnh nhá. Các cháu chiến đi. Một loại dùng bao lâu anh? Một giò này nếu mà người ăn ít thì cả tháng không hết. Không ý là thời gian bảo thời gian dùng. Em cứ cho vào ngăn mát tủ lạnh thì em để được cả năm luôn. Bởi vì là tất cả cái đồ này nhá, nó là đồ khô hết. Ớt yếc là sao khô, hạt dổi mắc khén mọi thứ đều là khô hết. Tuấn ơi, sao vẫn ngồi vào đây nhá. Tại sao cho vào nước? Nó mới nở ra thì sao? Nó khô mà trước khi vào nước nó lở ra mà. Để cô ra đây cô lấy cái này em. Wow. Đây. Đấy, siêu to khổng lồ luôn. Đây, mời em gái nhá. Ăn cái này thì không phải bàn luôn, thao uống sữa luôn các bạn. Đến ông Thọ ăn có sữa chứ đừng có nói. Các cháu ạ, cà rốt là dừ nhún. Ngon. Ui. Anh bạn thấy thế nào? Quá đẳng cấp luôn các bạn. Cái thứ mấy rồi chị? Cái này cái thứ 6 các bạn. Cái thứ 6. Cháu hiện tại rồi ăn đang cháu Hoàng choáng rồi. Đây các bạn nhá, sống xương này là của chị Nga này. Còn kia là ba cái là của anh Hoàng này. Đúng rồi, ba chiếc của anh Hoàng. Sao nhưng mà Hoàng nó ít xương nhỉ, hình nhá luôn xương hay sao? Đấy, thử lên đây. Ui ôi. Dùng mình các bạn ạ. Đấy. Phải nói là bà thấy không? Lực ăn thế nào? Cháu Nga Sumo này. Các cháu ạ, còn uống 1 phút 8 cốc bia. 1 phút 8 cốc bia mà bà còn ngó xuống ghế bảo không biết có cái gì. Nó chảy ra đằng sau mà không có cái gì. Tưởng nó chảy ra đằng sau. Choáng. Chiếc đũa nhặt lên đã mất 5 cốc rồi các bạn. Ôi ôi. Ui ôi. Nó chẩm chéo nó ngập vào mồm. Ui ôi. Cấp các bạn. Nếu mà không tận mắt chứng kiến thì ăn nào, đến cái thứ 6 chân giò rồi. Cái là cái thứ 6 nhỉ hay thứ 7 nhỉ? Kinh. Cấp luôn. Hưng là ăn cái thứ mấy rồi em? Chú là ăn cái móng thứ mấy rồi? Cái móng này là móng thứ 5. Cũng là móng của Hưng mà nó lạ lắm các bạn ạ. Các cháu ạ, Hưng lại còn cầm thế này. Nhúp. Líu xíu này. Cháu ăn mạnh đấy. Không uổng công bà nấu. Chuẩn bị cô định tiếp cái thứ 7. Không. Giờ tại vì người thi với mình đã bỏ cuộc rồi. Mình không nên thi. Bây giờ mình vô địch rồi. Dạ đúng rồi. Mình vô địch ở sân làng rồi. Ao làng. Ao làng. Ao của nhà Bà Tân. Có nghĩa là bây giờ dừng lại, cháu dừng lại ở cái thứ 6 đi. Các bạn chỉ nhìn thấy Hoa Vanh ngồi clip này, clip cuối cùng với bà Tân các bạn nhá. Sau clip này mình bị chị Nga bế đi rồi các bạn. Bế qua Mỹ rồi. Bế qua Mỹ rồi các bạn. Dạ. Bây giờ mình ăn đó, mình có ăn thêm được chắc cả 7 cái. Anh sang đấy nhớ gửi tiền đô về cho bà nhá. Là mọi người đã chuẩn hết rồi. Lúc đấy bà Tân tiền đô thì cứ bảo cháu Hoa Vanh. Mỗi tháng gửi cho bà $1.000. Rồi tuyệt vời. 6 cái đấy. Tất cả nhà cho một tràng pháo tay nào. Bao nhiêu cái nhỉ? Quá đẳng cấp. Nga là 6 cái móng rồi heo. 6 cái móng rồi heo. Ăn Hương ăn Hoa 6 cái thôi. Vâng. Này là chị sữa về đấy. Ăn 6 cái để sữa. Này nó dồn sữa về thì cứ phải gọi là cứ phải gần cân rưỡi một cái đấy nhỉ. Dạ 6 cái ở cân 3 cân 4 đấy. Cháu ăn khỏe thật. Nhưng mà bà thấy sao? Với cái trọng lượng như này thì cũng ngang cơ bà mà ăn ác nha. Tuyệt vời. Con này mình thế con các cháu ăn mày lên. Chị Nga dừng rồi, vẫn còn nha lên. Các cháu vẫn còn cơ hội để bứt tốc đấy. Vẫn còn, các cháu vẫn còn cơ hội, mau lên. Cháu này đây là còn 3 chiếc đó. Còn 3 chiếc. Cháu này ăn tít phết đây này. Ăn hết mấy cái xương ấy. Ai giời. Không nhìn thấy gì hết. Cháu Hải chiến đi. Dạ cháu ăn rồi, cháu ăn 2 cái này. Cháu để xương ở bên cạnh này này. Anh nhầm. Cái này của em để thôi. Cháu ạ. Em vất ở chơi. Đây này, mọi người nhìn thấy chưa? Nó bảo là cái đĩa này của mỗi mình nó thôi. Đấy. Các cháu nhìn này, lên lâu nó dừ này, cứ gõ này nó đã rụng này. Dừ lại ăn mình ngon bà. Đúng ngon. Đấy. Cháu Hoàng ăn mạnh lên. Cháu ăn 3 cái rồi ngơi nữa bà. Nhưng mà đã thật đấy. Cháu không ăn thịt lợn nữa rồi. Cháu bảo hôm qua vừa ăn lợn quay bà. Nhưng mà em khoảng bao nhiêu lâu nữa mới không dám ăn thịt nữa. Xưa này. Mai ăn thịt rồi. À, khả năng là bà phải mời cháu Hải miếng, gắp mời cháu Hải miếng. Đúng rồi, miếng nào béo béo ngậy ngậy. Bà cái đi bà ơi. Nói chung là chỗ này là 1 miếng này. Một đỏ à bà? Một đỏ đây là để bà gắp cho. Bà bón luôn tận mồm. Bón luôn tận mồm. Cháu Há. Cảm giác mà hay bón. Há là. Há là. Hú mày. Ấn khéo rồi, mày răng. Đã quá, ngon. Thôi, còn cái miếng bé này để bà ăn. Bà gắp cho anh Hải miếng nữa. Xin đa tạ. Các cháu ạ, có nghĩa là xin đa tạ đấy. Quá tuyệt vời ngay. Ôi đừng dùng mình. Bây giờ bỏ cháu à? Cháu là bà bảo là đừng dùng mình. Cháu là dùng mình. Có khi là cả cuộc đời. Sữa về đấy, sữa về rồi. Về tận chân cháu ạ, nay sữa về tận chân. Thuốc bắc con ơi, thuốc bắc. Sắm, kiểu sắm đấy, sắm dây đấy, sắm dây ra. Bà ngồi đấy ý dầm sữa chảy qua tay. Nhưng mà, tức là để không phụ lòng bà Tân nấu, bà Tân bón cho miếng cực kỳ ngon các bạn. Nhớ đời. Nhớ già luôn đấy. Chắc là con phải sợ lợn hơn đâu. Chứ đừng ghét bà nhá. Thương bà còn không hết. Bà vất vả như vậy. Kênh chị gà ăn. Dạ anh rồi. Thay mặt là em Nga Sumo cũng như là tất cả khán giả của Sapa TV là cảm ơn bà Tân Vlog rất là nhiều. Hôm nay bà là chế biến cho tất cả anh em con cũng như các cháu ở đây là một cái mâm gọi là chân giò, móng giò siêu to khổng lồ. Đấy. Bà cho một miếng gọi là ngấp mồm luôn các bạn ạ. Nhớ đời. Nhớ đến ra. Các cháu ạ, nhớ đến về quê vẫn chưa quên. Về thế giới bên kia vẫn chưa quên. Vâng. Chung là quá tuyệt vời. Nhân đây thì cảm ơn bà cũng như tất cả mọi người. Cảm ơn em Hưng cũng như là em Lương, em Hoàng, Hoa Vanh, em Nga Sumo. Các bác mà muốn mua chẩm chéo ở Sapa TV thì alo cho Hải vào số 0974 686 389. Bà Tân bảo là cái này nó êm lắm các bạn ạ. Với lại các bạn nhá, đấy, quanh đi quẩn lại thì có cảm ơn mọi người, xong rồi quanh đi quẩn lại rồi vẫn cứ phải là chẩm chéo các bạn nhá. Các bạn nhớ đặt chẩm chéo nhé các bạn nhá. Còn Hoa Vanh là từ mai giờ này chuyển sang Mỹ ở rồi. Nga Sumo tháng bến Mỹ rồi. Đây là vị hôn phu của em. Cảm ơn bà Tân nhiều. Cảm ơn bà là hôm nay đã giờ trời rất là nắng hôm nay. Thì bà cũng cảm ơn. Hai cháu coi là cũng không phụ lòng bà, cũng ăn uống rất là nhiệt tình. Bà cũng vâng. Con thương bà quá, không biết là cay lắm. Thì giờ đây chắc là clip của cháu chắc là tạm dừng thì thôi. Bà cũng gửi lời tới tất cả các fan của cháu Hải Sapa TV và của cháu Nga Sumo này nhá. Các cháu nhớ là phải ủng hộ thật nhiều cho hai bạn này này. Mới lại qua kênh của bà Tân Vlog ủng hộ cho bà nhá, để bà có nhiều sức khỏe, để bà tạo được nhiều niềm vui lên cộng đồng mạng cho các cháu xem nhá. Vâng. Rồi. Nhớ mua chấm cháo nữa nhá. Đúng rồi, nhớ mua chấm cháo là mua 3 là tặng 1 nhá. Mật khẩu của bà Tân Vlog Nga Sumo là mua 3 tặng 1 nhá. Sau đây là Hải cũng xin phép kết thúc video đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp của anh em mình nhá. Các em bé rồi, chào một cái sao. Chào đi. Và ăn ở Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy, hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.